Trung tâm công nghệ kỹ thuật xe máy Toàn An Đồng xin kính chào anh em thợ xe máy Việt Nam. Hiện nay ở thị trường xe máy Việt Nam thì những cái dòng xe đời mới rất là thịnh hành rồi. Cách thức vận hành và những hư hỏng của nó thì đã khác xa hoàn toàn so với những chiếc xe đời cũ. Chính vì vậy, những anh em thợ xe máy mặc dù đã có thâm niên tay nghề hàng chục năm nhưng mà vẫn bị lúng túng khi tiếp nhận những chiếc xe đời mới như vậy. Ở những khóa học trước của Toàn An Đồng, rất nhiều anh em học viên trên toàn quốc đã học trực tiếp và đã làm chủ được công nghệ kỹ thuật xe máy đời mới, đã có hiểu biết kiến thức về xe đời mới, có kỹ năng đo kiểm, khoanh vùng hư hỏng trên xe và giải phóng công việc rất là nhanh. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều anh em chưa có cơ hội tham gia học, cho nên là khi tiếp nhận những xe đời mới ấy, thì rất là ngại. Và nhiều khách hàng ấy, người ta chỉ đưa những xe hư hỏng phổ thông đến cho chúng ta làm, còn những chiếc xe đời mới thì họ lại gửi sang một cái tiệm khác uy tín hơn, bởi vì họ chưa có niềm tin, họ chưa dám trao cho chúng ta chiếc xe còn mới để cho chúng ta sửa chữa. Chính vì vậy, công việc của chúng ta hàng ngày tuy rất nhiều nhưng là toàn là xe đời cũ thôi, và chúng ta làm rất mất thời gian nhưng không ra kinh tế. Chính vì vậy, anh em thợ máy hãy thay đổi tư duy ngay ngày hôm nay. Mọi người hãy tham gia một khóa học chuyên đề về xe phun xăng điện tử đời mới. Mọi người sẽ hiểu thế nào cách thức vận hành, hư hỏng, sửa chữa, khoanh vùng, đánh giá tình trạng và những kỹ năng sử dụng đồng hồ đo điện, máy chẩn đoán độc lỗi. Đến với Trung tâm Công nghệ Kỹ thuật Toàn An Đồng, mọi người không chỉ được học về những kỹ thuật nghề nghiệp mà mọi người còn học về những tư duy đổi mới, những cái phương thức để phát triển kinh tế trong cái lĩnh vực kỹ thuật xe máy. Ngày 15 tháng 8 năm 2024 tới đây, Toàn An Đồng khai giảng lớp học là chuyên đề là chẩn đoán sửa chữa xe tay ga điện tử đời mới cao cấp hệ thống phun xăng điện tử. Thì đối tượng học bao gồm là anh em thợ đang làm nghề kỹ thuật xe máy, gồm các chủ tiệm hoặc các thợ lâu năm đang làm nghề nhưng chưa làm chủ được công nghệ kỹ thuật. Nội dung của khóa học bao gồm là hệ thống phun xăng điện tử, hệ thống khóa thông minh smart key, hệ thống phanh chống bó cứng ABS, hệ thống đèn pha LED, kỹ năng đọc hiểu sơ đồ mạch điện, kỹ năng dùng máy chẩn đoán để khoanh vùng hư hỏng, đọc hiểu data lead dữ liệu động cơ, kỹ thuật sử dụng đồng hồ đo kiểm kỹ thuật số để khám bệnh, để đo kiểm tất cả các linh kiện ở trên xe điện tử. Thời gian học thì chúng ta sẽ học 7 ngày trực tiếp tại trung tâm, thực hành trên xe thật, trực tiếp trao đổi ghi chép. Kết thúc khóa học thì chúng ta sẽ về nhà học tiếp ở trên trang website là toanandong.edubiz.vn. Chúng ta học vào những lúc rảnh rỗi vào buổi tối. Chúng ta học mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian rảnh rỗi vào buổi tối, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hoặc những lúc rảnh rỗi chúng ta chủ động học ở trên trang web được. Ở trên trang web này bao gồm có tất cả những cái bài giảng, những cái khu vực kỹ thuật như là khóa thông minh, phanh điện tử, đèn pha LED, cách đọc hiểu dữ liệu động cơ. Hàng ngày các học viên làm việc thì thường xuyên trao đổi với Toàn An Đồng để hỗ trợ công việc, để giúp khoanh vùng và giải phóng công việc một cách nhanh nhất. Hàng năm thì học viên quay trở lại trung tâm để ôn tập kỹ thuật cũ và huấn luyện kỹ thuật mới. Quyền lợi của học viên gồm những gì? Thì quyền lợi của học viên là được cấp phát tài liệu này, rồi được ghép vào nhóm kín và học vô thời hạn này, có số điện thoại trợ giúp khẩn cấp này dành riêng cho học viên, được học lại lần 2 hay lần 3 miễn phí 100%. Và trong khóa học thì bao gồm những cái trang thiết bị như là máy chuẩn đoán đọc lỗi Smart Tool 2 này, Smart FB2 này, AVP Collect này, rồi là máy Motoken Tab, máy Motoken Phone, được thực hành trên các xe đời mới như là SH2020 này, Liberty này, Vision này, Exciter này, là những xe đời cao mà đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Những xe đang hoạt động rất là tốt, còn rất mới và có giấy tờ đầy đủ, cho nên mọi người tham gia học hãy yên tâm. Mọi người hãy đăng ký học ngay hôm nay theo số điện thoại hotline là 0904 566 844. Địa chỉ của mình là số nhà 54, đường A5, khu dân cư An Trang, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Hãy đăng ký ngay hôm nay để thay đổi tư duy và làm chủ kỹ thuật. Những cái xe nào mà mọi người bật khóa lên không thấy cái đèn FB có hoạt động, động cơ xem có bị lỗi đâu không, đó là cái đèn FB sáng 2 giây nó ẩn đi. Nếu nó ẩn đi thì xe cũng có lỗi, còn nó ẩn đi sau đó nó lại nhấp nháy hoặc nó sáng liên tục thì khả năng
định là xe đang có lỗi trên hệ thống đèn pin. Lỗi gì chúng ta lại gặp nhau? Cái đèn đang pin sáng liên tục. Thì đó giải thích cho mọi người đó là những xe F2017 trở lên thì cứ có lỗi nào sáng liên tục thôi. Nhiều anh em cũng bảo là nó không có lỗi gì cả, nó không nhấp nháy, nhưng mà nó cứ sáng không tắt. Thì giải thích rằng là cái đời đấy là nó sáng là lỗi, còn cái đời cũ nó cứ nhấp nháy là lỗi. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ kỹ thuật Toàn An Đồng xin kính chào quý khách. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ kỹ thuật Toàn An Đồng chuyên cung cấp các dịch vụ và sản phẩm đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề sửa chữa xe máy điện tử công nghệ cao thế hệ mới, dạy nghề sửa chữa xe máy chuyên sâu, cung cấp máy chẩn đoán lọc lỗi đa năng, cung cấp các thiết bị đo kiểm cho xe máy công nghệ cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ kỹ thuật Toàn An Đồng thường xuyên khai giảng các khóa đào tạo kỹ thuật chẩn đoán sửa chữa xe máy công nghệ cao, khóa học dành cho các học viên và thợ xe máy lành nghề có thâm niên trong nghề nhưng chưa làm chủ, chưa am hiểu về kỹ thuật xe máy đời mới. Tham gia khóa học, các học viên sẽ được đào tạo kỹ thuật chẩn đoán, đo kiểm, sửa chữa các hệ thống công nghệ cao trên xe máy, phun nhiên liệu điện tử, program fuel injection. Nội dung học gồm nguyên lý của dòng điện một chiều và xoay chiều trên công nghệ xe máy, hệ thống mạch điện bóc tách chi tiết, hệ thống khởi động, sạc ắc quy, máy phát điện, bơm xăng, đánh lửa, đèn flash, tắt máy tạm thời, hệ thống phun nhiên liệu điện tử BGMFI, tín hiệu đầu vào inbus, tín hiệu đầu ra outbus, bộ điều khiển trung tâm ECU, phân tích dữ liệu động cơ, hệ thống khóa smart key Honda, Yamaha, Suzuki, hệ thống khóa bảo mật chip từ Piaggio, hệ thống phanh điện tử ABS. Dạy nghề sửa chữa xe máy chuyên sâu. Đây là khóa học dành cho các bạn trẻ muốn theo nghề, các công nhân lao động trong các công ty, công nhân xây dựng, thợ cơ khí, tài xế lái xe muốn lập nghiệp bằng nghề sửa xe máy. Nội dung khóa học chuyên sâu nghề sửa xe máy gồm hệ thống khung sườn, hệ thống điện cơ bản, hệ thống điện chuyên sâu, hệ thống động cơ máy, thay thế phụ tùng, lắp ráp tổng thành, lắp ráp động cơ, sửa chữa xe đạp điện. Với giáo trình bài bản, đúng chuẩn tiêu chí dành cho thợ sửa chữa xe máy Việt Nam, dễ hiểu và thực hành với đàn xe máy công nghệ cao như SH Việt Nam 150 Smart Key, ABS 2020, Exeter Smart Key 155, VVA 2021 và nhiều xe máy khác đang lưu hành tại Việt Nam như Everest, Vision, Quino, Piaggio, DBT. Tham gia vào các khóa học của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể nắm vững kiến thức về nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện trên xe, sửa chữa tốt các bệnh trên xe phun xăng điện tử như thao xăng, khó khởi động, khó nổ máy, hụt ga đầu, hụt ga cuối, ga không thoát máy, chạy tốc độ cao không lên, mất cầm chừng, mất idling stop, rồi ga cao, mất bơm xăng, điện cao áp, kim phun, tua máy không ổn định, đèn flash không sáng. Có cơ hội được tiếp cận và sử dụng những thiết bị chẩn đoán chuyên sâu hiện đại như Moto Scan Tab, Moto Scan Phone, Moto Scan 7, Smart Tool 2, Smart FI, MST 100B, Moto 100 Pro. Sử dụng được các phần mềm tra cứu tài liệu và thành thạo các thiết bị đo kiểm như đồng hồ đo kỹ thuật số, đo áp suất bơm xăng, đo áp suất đùn nén, tăng khả năng tư duy về các mã lỗi và khoanh vùng được khu vực hư hỏng. Ngoài ra, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ tận tình về kỹ thuật hay các tình huống khẩn cấp cho học viên trong và sau khi đã hoàn thành khóa học. Bên cạnh sứ mệnh cung cấp và nâng cao kiến thức về thực hành sửa chữa xe máy, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm, công cụ hỗ trợ đắc lực cho sửa chữa xe máy, cung cấp tất cả các loại máy chẩn đoán, đọc lỗi đa năng từ phổ thông tới cao cấp hiện đang có mặt tại Việt Nam như Moto Scan Tab, Moto Scan Phone, Moto Scan 7, Smart Tool 2, Smart FI, MST 100B, Moto 100 Pro, phần mềm đọc lỗi ECU trên máy tính và các dụng cụ đo kiểm cho xe máy công nghệ cao như dụng cụ đo suất đùn nén động cơ, dụng cụ đo chất bộ bơm xăng, dụng cụ đo dòng điện trên dây dẫn, dụng cụ đo vết cảm biến CKVVS, đồng hồ đo kỹ thuật số, máy xúc rửa kim phun bồn đốt, máy ghi lưu tái sử dụng chìa khóa Smart Key, máy kiểm tra lỗi chìa khóa Smart Key, máy sao chép chip từ Piaggio. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi luôn bền bỉ, sáng tạo trong từng sản phẩm và dịch vụ, luôn nỗ lực hoàn thiện và đặt trách nhiệm lên cao nhất với từng khách hàng để đem lại các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Sự hài lòng của quý khách hàng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển và thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Hãy đến với chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ kỹ thuật Toàn An Đồng, nơi kiến tạo cuộc sống tươi đẹp và thắp cánh ước mơ của bạn. Hãy đăng ký tham gia ngay những khóa học tại PAD, Engineering Technology Limited Company để nâng cấp được tay nghề và nhận về cho mình thật nhiều kiến thức mới trong nghề nghiệp nhé các bạn. PAD Engineering Technology Limited Company, trung tâm đào tạo kỹ thuật xe máy Việt Nam tại Hải Phòng. Hotline 0983
0904566844. Trụ sở chính duy nhất tại số nhà 54, đường A5, khu dân cư An Trang, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.